Hey, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn một lần nữa đến với kênh Max Video 2008. Thưa các bạn, mình đang ở khu vực của cái bến tàu để chuẩn bị lên tàu đi ngắm gọi là dolphin. Thưa các bạn, hầu hết những cái điểm du lịch ở bãi biển ở vùng ở nước Mỹ thì người ta có những cái hoạt động rất là thường lệ, hầu như chỗ nào cũng có, đó là watch dolphin, hay là mình nói tiếng Việt là ngắm dolphin. Thì ngắm dolphin thì nó có nhiều cái thời điểm trong ngày: buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều tối. Buổi chiều tối thì nó kèm theo với cái vấn đề mà ngắm mặt trời lặn trên biển và ngắm dolphin. Thì hôm nay mình ra cái trễ, không có đi được cái buổi chiều tối, do đó mình đi buổi sáng. Thưa các bạn, mình mời tất cả các bạn cùng theo chân mình đi xuống tàu để ra ngoài biển. Biển này là biển Đại Tây Dương, Atlantic Ocean, để mà xem coi, cũng hy vọng là may mắn gặp được những con cá heo. Dolphin là cá heo các bạn. Mời các bạn nhìn thấy hình ảnh của mình trước khi lên tàu, đứng gắt lai, và tàu thì cũng tương đối. Bạn thấy con tàu đồ phình quá. Ok, nó có hai tầng, tầng trên và tầng dưới. Tầng trên thì ở dưới, trực tiếp với mặt trời, và tầng dưới thì nó có cái mái che. Tàu này theo mình đoán thì cũng có thể chứa được khoảng vài trăm người, vài trăm hành khách. Các bạn, thưa các bạn, nhìn thoáng qua cái hoàn cảnh của cái bến tàu. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều cái tàu của tư nhân đậu trong đây, mình có thể gọi là du thuyền, hay những con tàu nhỏ. Đó. Hầu hết là theo mình đoán là những tàu này dùng để tàu thuyền câu các bạn. Biển hôm nay, sáng hôm nay thời tiết rất là đẹp, chỉ có cái là hơi nóng. Thưa các bạn, rất là nhanh, chỉ lên tàu khoảng có chỉ khoảng chừng 5 phút, 5 đến 7 phút, và người ta khi mà vừa xong là người ta đi ba. Tàu bắt đầu rời khỏi bến. Mình thấy ngay sau lưng mình cũng có một chiếc nữa, chúng ta người ta cũng đang chuẩn bị rời khỏi các bạn. Đây là những chiếc tàu cao tốc cá nhân. Và cái khu vực, cái bến mà mình ra đây, cái tên của nó là Sea Ranch Marina. Again, Sea Ranch Marina. Tàu bắt đầu tăng tốc nhẹ nhẹ các bạn. Biển xanh rất là đẹp. Ở trên tàu cũng có đầy đủ hệ thống nhà vệ sinh, mà đặc biệt là mình thấy lần đầu tiên là phân biệt nam nữ riêng. Thường trên những chiếc tàu này cái nhà vệ sinh nó rất là tiết kiệm không gian, thành ra người ta nam nữ chung, nhưng mà ở đây mình có riêng. Các bạn thấy đi xuống một cái bậc tam cấp như thế này. Ok, đây là cái người tài công nhìn từ xa xa các bạn. Thấy thưa các bạn, tuy rằng tàu đang chạy nhưng mà mọi người hầu hết là người ta đều hào hứng đứng dậy. Well, that was the original causeway built in 1954. At the time, there was a drought going on, but people decided to use salt water to mix the concrete to try to conserve fresh water. They did conserve many of fresh water, but they later found out that was a pretty big mistake. In the day and age, of bridges were built to last about 50. We'll have our onboard presentation for you all. In the meantime, if you all are free to walk around, we'll let you know once you're ready to bring up the catch.
các bạn nhìn thấy trước mặt của mình là hình ảnh của một cái cây cầu rất là dài. Cái cây cầu từ trong đất liền của tiểu bang Texas nối qua cái quần đảo gọi là quần đảo Sabre. Cái cầu rất là dài và cái cầu này, thưa các bạn, lái xe trên cây cầu này ban đêm lẫn ban ngày nhìn xuống mặt biển và nhìn về phía hướng đảo Sabre rất đẹp các bạn. Đây, cầu rất là dài. Lái xe trên cây cầu này nhìn xuống dưới biển là thật là tuyệt vời. Mình không biết chính xác cây cầu này bao nhiêu nhưng mà mình đoán là cũng phải là trên một mai, tức là khoảng trên 2 cây số. Các bạn thấy đây là hai cái gam màu ánh sáng khác nhau mà mình cố gắng thu record rồi cho các bạn nhìn thấy hình ảnh của cái cây cầu. Cái tàu nó chạy rất là đầm. Chúng ta thấy hầu hết là những cái em bé cũng như là những người lớn chúng ta đều đứng để tham quan. Tàu này có 2 tầng các bạn, ở trên phía trên. Không có gió thành ra cờ không có bay nổi. Có nhiều người không có chịu nổi trời nắng nóng ở trên bo rồi đi dần xuống dưới. Ở đây cái cầu thang đi xuống. Thưa các bạn, trong cái tour người ta có cho những cái con cá mà đặc biệt để mình test
We're having this little barge passing by here. This is a great boat used for shallow water. He's sitting in about 2 feet of water there. So what is name, sir? Can you hold it up? Not this one. I'm sorry? Oyster toad. Oh, oyster toad. Okay. They'll pump all the sand through that series of pipeline that leads back onto the land. Yeah, it's really right. You guys can touch it if you want. Okay. It's very shallow. It's a lot of sandbars. So very, very good. Yeah, you see it's opening its mouth? Oh, yeah. Thank you. Yeah, that's why I tell people to touch the tail. Right? Okay, các bạn. À, cái con đó là oyster thôi. Người ta cho mình hết phần con đó đi cảm giác con cá. Con cá nó nhìn nó giống như là con cá bóng tượng ở miền Tây á các bạn. Các bạn ở miền Tây con có những cá bóng tượng đó. Nhưng mà con cá này thì nó láng, còn cá bóng tượng rời vào cái da nó rất là nhám. Ở đây là cũng một cái hay. Các bạn thấy anh nó đó tàu cũng đi ngắm cá heo trên biển. What the name? Starfish? Starfish. How feeling? Bây giờ mình đã ra thử các bạn. Đây là cái con. Can I touch a little bit? Đây Starfish. Thưa các bạn. Thank you so much. So nice, so feel. Okay. Go. And the boy. Okay, đó là cái con sao biển mà thưa các bạn rời vào nó để cho mình diễn tả sao ta? Cái vỏ nó cứng như là vỏ tôm vậy đó các bạn. Các em nhỏ rất là thích và đặc biệt cũng nhiều người rất là thích cái cảm giác kỳ lạ này. Nói chứ mình chỉ thấy trong hình, chưa bao giờ mà mình cảm giác rờ được cái con gọi là con starfish. Đây, những nhân viên của chủ tàu người ta đem những con starfish để cho mọi người có thể có những cái cảm giác mà đụng cái con starfish và có lẽ là mình thấy cái tàu nó dần nó đi ra phía ngoài xa của biển Đại Tây Dương. From here, if you guys look down the beach out to the right side, you'll see that tall structure in the distance. That's the SpaceX launch pad about 4 miles south of us on Boca Chica in Brownsville, Texas. Oh my God. Người ta làm những cái dãy đá này. Nó nhô ra theo một cái bờ biển dài 4 mai. Nó làm những cái kiến trúc như thế này. Những cái bờ đá này dài cong cong uốn lượn theo cái bờ biển. Nơi đây là có thể là dành để câu cá hay là chài lưới. Chúng ta thấy cặp theo ở trên bãi cát có là nhiều chiếc xe nó đậu đó. Để có thể là đi câu cá hay là đi chài. Đây. Here you can see this murky section of water. This is all fresh water coming out of the Rio Grande River, which is 7.5 miles down the shoreline to the right.
The fresh water is less dense than the salt water, so floats up on top. I see it here today. A few inches down is just as green as it is you see further out ahead. It just takes a while for it to mix together. Các bạn thấy cái con tàu phía xa gần con tàu men. Các bạn thấy trong camera nhịp lên nhịp xuống đó là cái nhịp sóng của cái con tàu có thể nó là nó nhịp cao cỡ khoảng 1 mét các bạn, 1 mét 2 mét độ lên xuống và con tàu phía đối diện bên kia cũng vậy. Đó, các bạn nhìn thấy con tàu từ xa ở bên kia nó nhịp sao thì bên mình cũng vậy. Con tàu của mình thì hơi lớn hơn con tàu bên kia một tí mà. Lớn có thể gấp đôi. Do đó độ nhịp thì nó ít hơn con VN nhưng mà cũng là các bạn cảm thấy nó rất là rung lắc. Còn nghiệp như em bé rất là nhỏ tuổi, chỉ có vài tháng tuổi. Water, you can see how it's pushing that little wave. So there's a dolphin jumping up underneath this bow. We're gonna try to set up here, run alongside of them for a little bit. Just remember to hang on to the rails. Keep looking right at the very front of that ship where it meets the water. Thưa các bạn, trong camera của mình đó là một cái con tàu chở hàng hóa mà chủ yếu là chở xe hơi. We'll be on our right side, but for now, just keep looking right up ahead. Thưa các bạn, cảnh đẹp tuyệt vời, chỉ có cái là không thấy cá heo. Và đây chúng ta thấy có một cái tàu mà người ta câu cá, một cái tàu câu. Chúng ta thấy có những cái tàu gọi là high speed speeding boat. Những cái tàu này để nó chở những cái người trong những cái phần mà da cái những cái phao vàng phía sau, những cái phao vàng phía sau có thể chứa được 6 người các bạn, ít nhất là 3 người, ít nhất là 3 người nó mới cho đi lên cái tàu đó để tạo một cái sự cân bằng. Và các bạn ở bên trái của mình đây là một chiếc tàu hàng hóa. Hồi nãy mình thấy từ xa xa, bây giờ mình cho các bạn thấy những cái cảnh gần sát bên. Thưa các bạn, cái tàu mà mình đang đi nó rất là lắc các bạn. Ở phía sau của cái tàu này chúng ta thấy có một cái chiếc màu cam, đó là pilot, là những cái tàu điều khiển. Cái người thuyết minh của chiếc tàu này nói cái tàu đó có thể là hướng dẫn qua tiêu cho chiếc tàu là lớn từ cách xa 15 dặm, từ cách xa 15 dặm các bạn. Đây chúng ta ngắm được một chiếc tàu cao tốc, có lẽ là cũng là tàu câu. Sự di chuyển của những cái tàu để lại những làn sóng dữ dội phía sau. Hai cái tàu nó đang nhịp sóng. Cái tàu hàng là cái cần mực để cho các bạn thấy cái tàu của mình nó nhịp như thế nào. Ok, đây mình quay từ phía đuôi tàu lên.
Các bạn thấy con tàu nó nhịp sóng. Cá heo. Ồ, mình vừa thấy nhìn thấy cá heo. Mình vừa nhìn thấy cá heo và cũng có nhiều tiếng người ở trên khách, hành khách trên tàu. Ồ, các bạn nhìn thấy đây. They've estimated 7 major pods that live in a 30-mile radius. The lower limit migration, you have to go wherever you're feeding. They do like to come out here to feed. They need anywhere between 20 and 30 pounds of marine life a day, consisting of mostly bait fish. On average, they're releasing about 2 pods in a couple of minutes at a time. But offshore, in extreme circumstances, the same species has been known to dive down to 7,000. Vừa chỉ nhìn thấy hai con cá heo là các bạn thấy người ta trên tàu, người ta đổ vào một phía như thế này. nhưng mà có lẽ là cũng không thấy nhiều các bạn. Đây, chúng ta nhìn thấy một hai con cá heo nhỏ nhỏ phía trước. Cũng chỉ mới thấy có cái sóng lưng thôi các bạn. Đây. Đây. Có lẽ là chỉ có một cặp đôi đó nó lượn nãy giờ. No fear. A big one. Nó lặn rồi con. Nó lặn rồi. Tree. Yes. Tree. Tree. Yeah. Có 3 con cá heo cùng trong một nhóm lội các bạn. Các bạn có những cái thợ lặn mà người ta lội cặp bờ. Thank you.
sóng nhấp nhô. Đó, các bạn nhìn thấy con tàu. Đó, mình nhìn thấy lên xuống rồi chưa? Dữ tợn chưa? Và có lẽ là tàu đang quay về nơi nó xuất phát. Sau hơn một tiếng đồng hồ đi ngắm cá heo, chỉ ngắm được vài con lèo đèo. Thưa các bạn, ở phía trước có một con tàu cổ. Tàu cổ chở, có lẽ cũng chở người ta đi tham quan trên biển thôi. Mình tự nhiên mình nghe có mấy cái em bé nó nói cướp biển, cướp biển. Mình mới nhìn ra mình thấy coi cái tàu cướp biển. Chúng ta thấy có đầy đủ cánh buồm. Hả? Đúng rồi. Gần ngay chỗ cái bến tàu gọi là Original Dolphin Watch, chúng ta thấy có một cái cột tháp tín hiệu. Và bên phải đây là cái tòa nhà của Homeland Security, tức là cái văn phòng của lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ. Có thể là gọi cái từ sau năm 75 ở Việt Nam là gọi là đồn biên phòng. Mình xin lỗi, mình sinh năm sau năm 75, mình không biết trước năm 75 những cái trạm mà của chính phủ hay là cảnh sát biển này người ta gọi là cái gì. Xin lỗi. Mình chỉ nghe biết cái từ Mỹ bây giờ là của Homeland Security. Right, everyone, we're going to be pulling into the dock here in just a minute. Just like Josh got there and the friends come back and have a seat. Unfortunately, we can't have anybody up in the front when we're tying up. But I just thank everyone. Thưa các bạn, tàu về bến. Chúng ta thấy những hình ảnh mà bên ngoài. Có rất là nhiều chiếc cái nhà hàng ở đây nè. Thấy nhà hàng thì cầm cái quạt nó đưa cho người bạn cởi luôn áo ở tầng lên. Rồi, đây. Quá êm và quá nhẹ nhàng. Cực kỳ nhẹ nhàng. Các bạn thấy mình đang đứng trên tàu, không có một cái âm thanh bùm hay là đụng gì hết. Thưa các bạn, tàu đã về bến và chúng ta phải đi lên. Thưa các bạn, đây là cái tên của văn phòng của con tàu mà đã chở mình đi tham quan biển và cá heo sáng hôm nay. Thưa các bạn, hình ảnh đây là hình ảnh của những chiếc du thuyền, và vừa du thuyền mà vừa câu cá các bạn. Chúng ta thấy có những cái cần câu ở phía sau đó, mình nghe nói rất là nhiều nhưng mà ngày hôm nay mình mới được chứng kiến các bạn. Đây là những cái cần câu lớn và không có thể nào mà dùng tay để mà quăng cái lưỡi câu ra, mà người ta dùng những cái máy rồng rọc để điều khiển những cái mối nhợ, những cái lưỡi câu phía dưới. Các bạn thấy mình thì mình không có thể xuống được chiếc tàu, thành không có thể quay gần nữa, nhưng mà mình nói với các bạn một lần nữa, đây là những chiếc du thuyền và có những cái cần câu ở đây. Đây là 1, 2, 3, 4 cái cần câu ở phía trước, xin lỗi, phía sau vươn lên trời, 4 cái cần câu như thế này. Và bên kia cũng có nhiều cái cần câu.
những chiếc du thuyền, mà những chiếc du thuyền có cần câu cá luôn. Những chiếc du thuyền này có thể là giá 1 triệu đô. Quá dữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thưa các bạn, đã rất nhiều lần mình đi đến những cái vùng biển và có dịp đi gọi là đi quan sát cá heo và ngắm mặt trời lặn. Thưa các bạn, kinh nghiệm của mình qua những lần đi tham quan này, mình phải mua vé, phải trả tiền, đó là việc của mình. Mua vé và trả tiền. Khi mua vé rồi thì cái việc chở người ta, chở mình đi ra tham quan cá heo, đó là việc của chủ tàu. Và thưa các bạn, có nhìn thấy được cá heo hay không, có quan sát được cá heo hay không, đó là chuyện của mình và cá heo. Thưa các bạn, hầu hết những lần mà mình đi chỉ có lèo tèo vài con cá heo thôi, nhưng do có lẽ cái số của mình không có quan sát được cá heo nhiều. Do đó khi các bạn muốn đi tham quan, đi ngắm cá heo ở trên biển, hãy thật sự cân nhắc. Mua vé trả tiền, đó là việc của mình. Chở đi ra theo tour, đó là việc của chú tàu. Và có được thấy được cá heo hay không, đó là việc của mình và cá heo, không liên quan đến chủ tàu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các video sau.